Chị Vôn xin phép được review một sản phẩm nhẫn nam gắn đá ruby vừa hoàn thành. Review cho quý cô chú anh chị và các bạn xem sản phẩm này. Sản phẩm này là thiết kế 3D má rồng rất là sắc nét. Và trên đây là một viên đá chủ 6K9 ruby hàng nước một ấy, rất là đỏ đẹp. Chất đá thì rất là trong, chất đá trong thấu quang, chất đá trong thấu quang này nhé nhé. Thấu quang chiếu mặt trên này, chiếu phía bên dưới xuyên thấu đúng không? Như này là rất là lành, không cam phèn rạn đứt. Đấy, hai bên khắc má rồng 3D rất sắc nét. Ở dưới là đây khắc số chỉ là 418, nhãn hiệu là GTG 750. Có đồng tiền là cầu tài. Sản phẩm này rất là đẹp, làm rất là kỹ lưỡng. Các cái chấu đá đây là rất là sắc nét này. Xung quanh là đá sapphire trắng nhân tạo. Ngoài dòng rất là sắc nét, rất là má dòng 3D rất là sắc nét nha. Trên là mặt đá. Nếu anh chị em nào có điều kiện hơn thì là xung quanh này là ta sẽ gắn kim cương tấm tầm ly rưỡi là ok, rất đẹp. Nhẫn này nó cái kiểu dáng của nó rất là thon gọn, và cái viên đá trụ nó cũng rất là đẹp, màu nước một đỏ huyết, chất kính thông đèn. Giá của viên đá này là 10 triệu. Còn cái nhẫn vàng thì là 4 chỉ 18, 4 chỉ 18 mọi người nhân với giá là 4 triệu 4 một chỉ vàng 18K, 4 triệu 4 nhé. Trước là 4 triệu rưỡi, nay triệu gold rút xuống còn 4 triệu 4, và công của sản phẩm này là 500K. Anh chị em thích sản phẩm này thì alo chịu gôn nhé. Sản phẩm này vừa được hoàn thành, anh chị em nào hữu duyên thì alo chịu gôn.
đỏ, rất đỏ, ở bên ngoài đẹp hơn nhau cả nhà. Bên trong clip này triệu vôn quay nó vẫn không rực hết cả cái màu đỏ.